Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Lukaku biến hình thành quái vật, làm sao để ngăn cản? Đó cũng là câu hỏi của Tottenham trước thềm trận chiến với Chelsea vào lúc 22 giờ 30 phút tối nay. Bình luận trên tờ Talk cựu trung vệ Martin Keo đã chỉ cách cho Sir để ngăn chặn Lukaku. Trận đấu giữa Tottenham và Chelsea ở vòng 5 Premier League sẽ diễn ra ở sân Tottenham Stadium vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9. Kể từ khi trở về Chelsea, Lukaku đang thể hiện sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cầu thủ này đã ghi 4 bàn thắng trong 4 trận ra sân cho đội chủ sân Stamford Bridge. Trong trận Derby London với Tottenham hôm nay, tiền đạo người Bỉ chính là niềm hy vọng lớn nhất của The Blue. Việc ngăn chặn Lukaku không dễ dàng bởi cầu thủ này sở hữu sức mạnh, khả năng cản lướt vô cùng lợi hại. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1993 cũng khá toàn diện ở khả năng săn bàn lẫn kiến tạo. Tottenham sẽ phải tìm mọi cách ngăn chặn Lukaku nếu muốn chiến thắng. Trước thềm trận đấu này, cựu trung vệ Martin Keo đã chỉ cách cho server. Chia sẻ trên tờ Talk ông nói, khi bạn đối đầu với Lukaku, mọi pha bóng đều sẽ là những cuộc chiến sống còn. Nếu được sao khống chế Lukaku, có lẽ tôi cũng không chạm vào người cậu ta. Điều đó có thể giúp chân sút này tăng cảm nhận về tình huống, qua đó có thể loại bỏ đối phương tôi sẽ không theo kèm Lukaku quá chặt nhưng tôi sẽ cho cậu ta ăn đòn. Hãy lùi lại khoảng 2 đến 3 mét và quan sát. Nếu như cậu ta nhúc nhích, tôi sẵn sàng phạm lỗi bằng mọi bộ phận trên cơ thể nếu cần. Bên cạnh đó, tôi cũng liên tục khiêu khích cậu ấy bằng việc gọi là đồ rác rưởi và dần mặt rằng sẽ không cho cậu ta chơi bóng. Tất nhiên, những lời nói đó chỉ là cường điệu thôi nhưng đôi khi có tác dụng đấy. Nhìn chung, khi đối đầu với mẫu tiền đạo như Lukaku, bạn cần phải có sự chuẩn bị tốt. Hãy xem như thể bước vào trận chiến quan trọng nhất mùa giải. Chỉ cần một giây lơ là bạn có thể phải trả giá. Đừng quên rằng Lukaku cũng là cầu thủ rất mạnh trong không chiến. Cậu ta đã thể hiện điều đó trong trận đấu ở Champions League vào giữa tuần. Điểm mạnh của Lukaku là sự tự tin. Chính vì vậy, bạn phải tác động vào suy nghĩ của cậu ta thì mới có cơ hội chiến thắng. Trong những năm qua, Chelsea thường thắng thế trước Tottenham trong các cuộc đối đầu ở Dubai London. Trong 6 cuộc đối đầu gần nhất, The Blue đã thắng 4 trận, hòa 1, thua 1, hát long.